lời bài hát cũng thay mặt cho nhân vật Hy muốn gửi gắm một đôi lời đến nhân vật Khánh trong câu chuyện vừa rồi. Và thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì tôi muốn có một câu hỏi giao lưu với quý vị được không ạ? Dạ được ạ. Xin mời quý vị nào ạ, câu hỏi rất dễ thôi ạ. Hỏi trước ạ. Do chủ đề hôm nay chúng ta là gửi người tôi yêu, cho đó tôi có một cái câu hỏi, đó là không biết là quý vị đã từng có những cái mơ ước hoặc cái mong đợi gì về người trong mộng của mình hay không ạ? Hoặc là tiêu chuẩn của người trong mộng của mình là gì ạ? Xin mời quý vị nào ạ. Bữa nay sao anh cử nhiên đưa với cho em đi. Sao bữa nay nó duyên thế ta? Nó tiêu chuẩn người trong mộng chứ không có tiêu chuẩn gì cao đâu. Chỉ cần là người đó có thể là chia sẻ mọi điều trong cuộc sống là được thôi. Đơn giản vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn. Xin cảm ơn một chia sẻ của bạn Hà. Bạn sẽ mời một nam nữa ạ. Một nữ rồi, bây giờ tôi xin mời một nam nữa. Tôi nam nhưng mà nam hơi bị quá đáp chút xíu. À? Không sao à? Không sao. Nam cái nào cũng yêu rồi đó. Thực biệt lớn tuổi anh. Yeah. Yeah. Cái kinh nghiệm mà đi qua cái duyên nợ mà cái bài hát Tuyết Tiên với lại Hoàng Yến nó vừa mới thể hiện ấy, thì tôi nghĩ là đúc lại đó. Chúng ta người nữ thì cần một cái bờ vai để mà tự khi mà mình có những cái liêu siêu trong cái đời sống. Còn cái người nam á, thì nhìn cái người nữ là một cái hậu phương để khi mà họ dấn thân á, thì họ có cái hậu phương ở phía sau lưng họ. Và hai người nữ nam này đó giống như là mình nghĩ như là trời và đất kia đó. Trời và đất để nó có cái hòa hợp thì hoa sẽ lên trên cái mặt đất đó. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta mỗi người chúng ta đều có những cái ước mơ, những cái kỳ vọng về người trong mộng của mình. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái ước mơ về người trong mộng của mình của một bạn gửi đến chương trình như sau. Bạn bè đưa ra rất nhiều tiêu chuẩn thú vị về người trong mộng của mình. Riêng em luôn có một mong đợi mà chẳng bao giờ dám nói ra. Em ước gì ông trời sẽ cho em gặp được một người yêu thương mình. Nhưng nếu được, người ấy chỉ sống một mình, không có gia đình, không có ba mẹ, anh chị em thì càng tốt. Quý vị có đoán thử xem là tại sao người này lại mơ ước như vậy không ạ? Thường là chúng ta mơ ước những điều tốt đẹp về người yêu của mình, người trong mộng của mình. Nhưng mà tại sao nhân vật này lại có một điều ước như vậy ạ? Xin mời quý vị nào ạ? Kính thưa quý vị, kính thưa anh Cử, em xin mạo phép được chia sẻ với anh về cái câu hỏi này. Vì Phương Dung nghĩ rằng có lẽ là người này khiếm khuyết một cái gì đó, bởi vì họ không tự tin trong tình yêu, cũng giống như những người không may mắn đang ngồi ở đây cũng rất có những cái suy nghĩ như vậy, bởi vì người ta rất sợ cái rào cản từ gia đình, từ nhiều phía. Thì Dung nghĩ đó là một cái ước mơ mà thực sự rất là chân thành. Nhưng mà Dung cũng không hy vọng rằng tất cả những người khuyết tật đều phải gặp những người không cha mẹ, không anh em như vậy thì rất là buồn. Nếu mà được sự ủng hộ của gia đình và mọi người thì cái hạnh phúc đó được nhân đôi. Xin cảm ơn câu trả lời của ca sĩ Phương Dung rất là nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, trong thực tế chính vì những nỗi lo sợ, cái sự mặc cảm tự ti của chính người khuyết tật nên mới có những cái mơ ước. Ước gì là người yêu của mình là người mồ côi. Tại vì sao mồ côi không có cha, không có mẹ, không có bạn bè thì sẽ không phải đối mặt với những cái rào cản từ phía gia đình. Và trong thực tế cũng có rất là nhiều trường hợp đã xảy ra hai người yêu nhau và gặp cái sự ngăn cản rất là lớn từ phía gia đình. Chính những cái nguyên nhân đó đã dẫn đến cái ước mơ như thế. Và tôi xin phép được kể tiếp câu chuyện này ạ. Thế rồi các bạn, quý vị biết không ạ? Cuối cùng thì nhân vật trong thư này cũng gặp được đúng người như thế ạ. Đúng một người mồ côi.
không có gia đình, không có anh em. Vậy thì tuyệt quá rồi đúng không ạ? Đúng như điều mình mơ ước rồi ạ. Vậy thì quý vị đoán xem là hai người này có hạnh phúc không, có đến được với nhau không ạ? Tại vì những cái mình mơ là được rồi mà, giấc mơ đã trở thành sự thật rồi. Quý vị đoán xem có hạnh phúc không ạ? Có đến được với nhau không ạ? Dạ được đúng không ạ? Muốn biết họ có hạnh phúc hay không thì xin mời quý vị cùng lắng nghe đoạn kết của câu chuyện như sau. Đôi khi em cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm của anh dành cho em rất nồng nàn, thấm thiết. Nhưng hình như đó chỉ là mơ tưởng. Vì một lẽ, anh chẳng dám công khai với mọi người tình cảm của anh dành cho em. Anh e dè ngại ngùng giữ khoảng cách với em nếu đi chơi cùng với đám bạn của hai đứa. Mọi cử chỉ ân cần, yêu thương anh chỉ thể hiện khi có riêng hai đứa mà thôi. Vậy là chúng ta đã biết kết quả rồi đúng không ạ? Và kết quả là hai người đã không đến được với nhau vì cái rào cản đến từ chính người yêu không khuyết tật trong trường hợp này. Mặc dù anh không có gặp sự phản đối của gia đình nhưng mà anh lại gặp một cái rào cản rất lớn từ phía bạn bè. Và thực tế thì chính bản thân tôi cũng đã gặp những trường hợp như thế ạ. Tôi đã từng nghe nhiều người nói với nhau rằng hết người lấy hay sao mà đi lấy người khuyết tật, và nói nặng hơn tí là người què. Thì chính những cái câu nói, những cái suy nghĩ này đã tác động rất lớn đến người khuyết tật. Và nếu tình yêu chưa đủ lớn thì sẽ không thể vượt qua được ạ. Và qua câu chuyện này tôi cũng xin bật mí với các anh chị em khuyết tật một cái dấu hiệu để nhận biết người yêu của mình, kể cả khuyết tật và không khuyết tật luôn ạ, người yêu của mình có thật sự yêu mình hay không, tình yêu có đủ lớn hay không. Đó là thể hiện qua là người ấy dám hãnh diện để dẫn mình đi gặp bạn bè, đi gặp gia đình và đi đến giới thiệu với đám đông không ạ. Thưa quý vị, qua trích đoạn trên thì đã cho chúng ta thấy sự mặc cảm tự ti không chỉ phát xuất từ trong bản thân của người khuyết tật. Và cái rào cản nó còn nằm ở chỗ người bạn của mình. Và như trường hợp này thì ở người bạn trai. Người bạn trai thật sự đã không có đủ tôn trọng người yêu của mình và đã xem khuyết tật là cái điều đáng xấu hổ.